Chào tất cả các bạn nha. Mình đang đứng ở đường Ni Sư Huỳnh Liên các bạn, ở quận Tân Bình. Đi từ chợ Tân Bình các bạn đi hướng lên chỗ Âu Cơ á, thì bên phải có ngã ba Ni Sư Huỳnh Liên các bạn quẹo vô. Thì mình hướng dẫn cho hai bạn trẻ mở một cái tiệm giặt ủi ngay vị trí đường Ni Sư Huỳnh Liên. Rất là đông đúc xe cộ. Các bạn thấy trước mặt các bạn là mặt tiền của tiệm giặt ủi Taka. Chuẩn bị là ngày 1 tây tháng 4 sẽ bắt đầu khai trương. Tọa lạc tại vị trí rất là đông đúc dân cư của đường Ni Sư Huỳnh Liên. Xung quanh thì mật độ xe rất là đông, rồi mật độ dân cư cũng rất là đông. Hy vọng rằng là tiệm giặt ủi Taka của bạn trẻ sẽ hoạt động tốt và phải cam kết được là chất lượng đạt như yêu cầu. Có rất là nhiều dịch vụ ở đây các bạn ha, từ giặt sấy, giặt ủi, quần áo, giày, dép, chăn, mền, nón bảo hiểm, áo vét, áo da, áo dài, áo đầm, vân vân. Rất là nhiều loại hình được mình hướng dẫn cho các bạn trẻ để xây dựng nên một cái tiệm giặt ủi Taka. Vị trí là 135 đường Ni Sư Huỳnh Liên. Đây chỉ là một cái con hẻm nhưng mà rất là đông xe. Đây là bảng giá dịch vụ các bạn ha. Rồi, các bạn có nhu cầu về giặt ủi tất cả các loại hình, hãy ghé đến tiệm giặt ủi Taka. Đây, máy móc đã được lên khung, chỉ chờ đúng tới ngày 1 tây tháng 4 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên từ hôm nay cho tới đó thì nếu có khách hàng mang đồ đạt tới vẫn được các bạn này phục vụ. Một cái tiệm rất là xinh xinh, rất là tươm tất và có cái nhìn rất là dễ thương từ bên trong ra phía ngoài như chúng ta đang thấy qua màn hình. Quý khách hàng gần xa khu vực hãy ghé đến giặt ủi Taka nhé. Ngay cả cái bàn ủi cũng được mình yêu cầu phải trang bị hàng khủng Philips 83. Những chiếc máy Electrolux với giá gần 20 triệu đồng để chạy hơi chăm sóc quần áo cho khách hàng.